Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đã có những giai đoạn mà cứ mỗi lần định rong buồm ra biển lớn thì thất bại tại SEA Games lại kéo con thuyền bóng đá Việt Nam chậm lại. Đó là những lúc mà bóng đá Việt Nam đã phải nếm trải nhiều trái đắng. Nhưng ở SEA Games 30 thì đã hoàn toàn khác. Chỉ tung ra có 5 cú sút nhưng có tới 4 lần bóng đi trúng hướng cầu môn và mang lại 3 bàn thắng. Các cầu thủ của Việt Nam đã biến trận chung kết SEA Games 30 mà trước đó đã được dự báo là sẽ tiềm ẩn nhiều hiểm nguy trở thành một màn trình diễn hoàn hảo của bản lĩnh, của đẳng cấp và vị thế của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á. Không cần phải áp đảo mọi thông số kỹ thuật, đội bóng dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn hủy diệt đối phương gần như là tuyệt đối. Indonesia đã không có nổi một đường tấn công biên rõ nét nào, thứ vốn là vũ khí lợi hại nhất của họ tại SEA Games lần này. Nghệ thuật phá lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo dường như đã đạt tới mức thượng thừa, đặc biệt là xét trong phạm vi Đông Nam Á. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chạm trán tất cả các đối thủ mạnh nhất khu vực và bất khả chiến bại. Thông số tuyệt đối đó không chỉ là sự khẳng định tài năng của một huấn luyện viên, mà nó còn là một chỉ dấu của đội bóng lớn, một đẳng cấp ở tầm cao hơn Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam có lý do để khao khát và phải hoàn thành giấc mơ huy chương vàng SEA Games. Có hay không chiếc huy chương ấy thì Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu không có nó thì bóng đá Việt Nam sẽ giống như là chiếc thuyền khởi hành ra biển lớn mà trên thân nó lại có một lỗ thủng mang tên niềm tin. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam thì cái lỗ thủng SEA Games ấy đã không ít lần làm trì hoãn những chuyến hành trình vươn ra châu lục. Giai đoạn 2008 đến 2012 chính là một ví dụ. Sau chức vô địch AFF Cup năm 2008, đội bóng của huấn luyện viên Henrique Calisto đã từng chơi những trận đỉnh cao trước Coet Syria nhưng thất bại ở tại SEA Games 2009, kéo theo nhiều hệ lụy bắt đầu từ AFF Cup 2010 khi mà khát vọng đã cạn và không có tuyến kế thừa. Đến năm 2011, sau nỗi thất vọng tại SEA Games ở Indonesia là màn lao dốc không phanh suốt 4 năm liền. Những thất bại ở SEA Games đã khiến cho các triển vọng trong tương lai ở các cấp độ đội tuyển luôn bị đặt ở trong trạng thái nghi ngờ. Con người tiếp nối không đủ tin cậy, tầm nhìn vươn ra châu lục cũng bị đứt đoạn, hoài nghi. Và xét ở góc độ tâm lý, cái cảm giác SEA Games mà còn không thắng thì thắng cái gì luôn cứ dằn vặt các cầu thủ cho đến cổ động viên. Và ngay cả đến Bầu Đức, người luôn đau đáu cho sự phát triển bóng đá nước nhà cũng đã từng phải thốt ra câu nói ấy. Bởi thế cho nên ở góc độ nào đó, dù sân chơi SEA Games không còn nhiều giá trị như xưa do đã có AFF Cup và hàng loạt sân chơi trẻ chính quy hơn được tạo ra, thì chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn là một cột mốc lịch sử. Việt Nam từng khởi đầu đầy kiêu hãnh tại giải vô địch U23 châu Á 2018 để kết thúc bằng top 8 Asian Cup, và đấy gần như là một chiến dịch tiên phong mang nhiều yếu tố bất ngờ và có phần may mắn khiến cho cả châu Á giờ đây cũng phải dè chừng. Nhưng SEA Games 30 thì lại là một khởi đầu hoàn toàn mới. Bóng đá Việt Nam đã có thể đặt niềm tin vào thế hệ kế thừa gần nhất với đội tuyển quốc gia hiện nay. Và lứa cầu thủ trải đều từ 20 cho đến 28 tuổi, đồng đều về tài năng, chung nhịp chơi bóng cho phép chúng ta hoạch định một tầm nhìn tối thiểu là 6 năm tới 8 năm tiếp theo để chinh phục hai sân chơi lớn nhất là Asian Cup và World Cup. Tấm huy chương vàng SEA Games giống như là một sự giải thoát ngọt ngào cho bóng đá Việt Nam khỏi gánh nặng ở trong quá khứ. Nó thậm chí cho phép các nhà quản lý bóng đá trong hoàn cảnh cần thiết nào đó có quyền gạt mục tiêu SEA Games ra ngoài các kế hoạch phát triển đội tuyển quốc gia. Đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 đã chọn cách đối đầu với tất cả. Từ lịch thi đấu đến điều kiện sân bãi, không có bất kỳ lệnh cấm nội bộ nào theo kiểu thời chiến giống như là ở các kỳ SEA Games trước đây. Cũng không có một kế hoạch bí mật nào về chuyên môn. Việt Nam đến với SEA Games 30 với tâm thế gần như là mặc định là vào sân, chơi bóng và lấy huy chương vàng trên tư cách là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Bây giờ là một khởi đầu hoàn toàn khác, bản lĩnh, đẳng cấp và biến chiến thắng thành một thói quen. Dù rằng là đội tuyển Việt Nam hiện nay không còn là một yếu tố bất ngờ ở sân chơi châu lục, nhưng chúng ta có một thứ khác còn đáng giá hơn, đó là một bản hồ sơ thành tích đẹp đẽ và trọn vẹn, tạo ra một trạng thái thanh thản để không phải ngoái đầu nhìn lại và mạnh mẽ hơn khi đón nhận các thử thách ở những trận đánh lớn hơn. Một lần nữa, bóng đá Việt Nam phải cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, một người thầy, một người cha, một ông bác giản dị và vĩ đại với các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện tại. Với cái đầu hói và khuôn mặt hóm hình, huấn luyện viên Park Hang-seo trông bình dị và thân thiết như là ông bác, ông chú ở quê nhà vậy.
Cách mà ông khoanh tay nhíu mày lắng nghe, nói chuyện và uống nước đầy vẻ mộc mạc và chân chất, chứ chẳng có cái phong thái uy phong lẫm liệt của một chiến lược gia bóng đá gì cả. Thế nhưng ông bác bình dân ấy lại vừa mới đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam bằng cách không thể vẻ vang hơn. Dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam gần như là toàn thắng ở giải bóng đá nam SEA Games 30 với 6 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 24 bàn thắng và để thủng lưới 4 bàn, giành huy chương vàng một cách đầy thuyết phục. Tính đến nay chưa một huấn luyện viên nào ở Việt Nam làm được những điều phi thường như ông Park của chúng ta cả. Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư Asian Games 2018, vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vô địch bóng đá nam SEA Games 30 và còn rất nhiều những thành tích chưa kể đến khác. Song ông Park lại vẫn chẳng vì thế mà lên mặt hay là kiêu căng. Sau trận chiến thắng ở chung kết với U22 Indonesia, khi mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phấn khởi đến mức là quyết định mời cơm cả hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ ngay khi mà về nước, thì ông Park vẫn ứng xử với xung quanh đầy vẻ chân chất. Nếu như bỏ cái quần jean và chiếc áo thun có hình quốc kỳ Việt Nam ở bên ngực trái mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn mặc để thay bằng một bộ pyjama, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy ngay một ông Park cực kỳ chân quê, thật gần gũi và thật giản dị. Sau bao nhiêu chiến công làm cho bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt ở khu vực Đông Nam Á và châu lục, thì ông Park vẫn cứ như là ngày đầu tiên đến với mảnh đất này, nền bóng đá này. Ông không hứa hẹn những gì trời cao biển rộng mà chỉ lặng lẽ làm công việc tốt nhất của mình là huấn luyện cầu thủ, dạy họ tự tin, dạy họ biết tôn trọng giá trị của mình. Trước đây ông là ai, chúng ta không hoàn toàn biết rõ. Ngoài những bức ảnh thi thoảng chúng ta thấy ở trên mạng, khi thì ông mặc quần đùi đá bóng, lúc thì đạp xe trong một khuôn hình như những năm 1980 ở Triều Tiên. Cái mác nổi nhất của ông là trợ lý cho huấn luyện viên Wood Hiddink ở tại World Cup 2002. Nhưng quả thực, kỳ World Cup mà Hàn Quốc đã vào đến bán kết ấy, thì ai để ý đến trợ lý Park Hang-seo đây? Nhưng kể từ khi ông đến Việt Nam, chúng ta biết ông là người đặc biệt, người đánh thức bao tiềm năng và hy vọng của bóng đá Việt Nam trở thành hiện thực. Chính ông đã yêu cầu các cầu thủ U23 ngẩng cao đầu vì đã chiến đấu hết sức mình trong trận chung kết giữa Điệp Trùng Tuyết Trắng ở Thường Châu năm 2018. Tại sao phải cúi đầu? Đó chính là tiếng quát của ông Park khiến cho những cầu thủ trẻ tài năng nhưng nhút nhát, tự ti phải giật mình và ngộ ra. Để rồi trong 2 năm qua, ông Park đã giúp bao lứa cầu thủ Việt Nam lột xác từ các đội U cho đến đội tuyển quốc gia. Chúng ta không ngán bất cứ một đối thủ cao lớn nào đến từ Tây Á hay Trung Á. Chúng ta cũng không sợ bất kỳ đối thủ nào ở trong khu vực từ Thái Lan, Malaysia cho đến Indonesia. Và đặc biệt trong năm 2019, đã bao nhiêu lần thầy trò ông Park nấu cháo hành hay là xơi lẩu Thái ngon ơ ở ngay tại Bangkok từ King's Cup cho đến vòng loại U23 châu Á và vừa rồi là SEA Games 30. Bóng đá Thái Lan từ một con ngáo ộp và giờ chỉ còn là đồ chơi của đám trẻ nhà ông Park. Giờ đây huấn luyện viên Park Hang-seo đã nổi tiếng lắm rồi, tại Việt Nam, tại Hàn Quốc, tại Đông Nam Á và có thể cả ở châu Á. Ông không còn vô danh như là hồi tháng 10 năm 2017, thời điểm mà ông mới ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng con người ông thì vẫn như ngày nào, vẫn cần mẫn làm những công việc của mình. Sáng sớm ngày 11 tháng 12 năm 2019, ngay sau trận chung kết SEA Games 30, ông vẫn dậy sớm để đi ăn sáng, kệ cho các cầu thủ vẫn say trong giấc mộng đẹp. Ông dùng bữa sáng như nếp thường, bất kể đêm qua có vui muộn đến đâu đi chăng nữa. Ông giống như là một bác nông dân ăn thật no, kéo một hơi thuốc lào rồi dắt trâu đi cày vậy. Chỉ gần một tháng nữa thôi thì vòng chung kết U23 châu Á lại diễn ra và lựa chọn những ai dùng chiến thuật nào khi mà U23 Việt Nam đã lộ sáng. Chấn thương của Quang Hải, của Tuấn Anh, của Đình Trọng liệu có kịp bình phục trước vòng loại World Cup 2022 tiếp tục diễn ra hay không? Bao nhiêu câu hỏi đã nảy sinh buộc ông Park phải giải quyết. Ông dùng những cầu thủ giống như là dùng con cháu mình vậy, luôn tính toán lợi hại và thiệt hơn. Thế nên là cũng dễ hiểu tại sao trông ông như là một con gà mái mẹ luôn xù cánh để bảo vệ đàn con khi mà bị cầu thủ đối phương tấn công, chơi xấu trong sự làm ngơ của trọng tài. Ở giải đấu này đã bao nhiêu lần ông lao ra đường biên để đòi ăn thua đủ với trọng tài vì không bảo vệ được các cầu thủ của mình đúng chức năng. Do đó khi nhận tấm thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài ở trận chung kết SEA Games vừa rồi, ông Park đã đầy nhẹ nhõm khi mà giảm được sức ép cho các cầu thủ trong những phút cuối cùng và đã chắc thắng. Miễn sao chiến thắng và bảo toàn thể trạng cho các cầu thủ là được. Ông Park cũng rất mê bát nước mắm trong bữa cơm tại Việt Nam. Ông bảo là với bát nước mắm ấy, ông ăn cái gì cũng được, ăn cái gì cũng thấy ngon. Nhưng bản thân ông Park thì cũng giống như là một thứ gia vị để làm cho bóng đá Việt Nam lên hương, các cầu thủ được phô bày tài năng của mình.
Bây giờ thì Việt Nam đã là quê hương thứ hai của ông Park. Cộng đồng mạng còn đặt cho ông một cái tên rất Việt, đó là Park Dang Son, và thậm chí là còn liều lĩnh đặt cả tên đường nữa. Ông Park cũng đã cười hề hề khi nghe những chuyện ấy, một giọng cười nhẹ nhàng như là khi có người khuyên ông dừng lại sau đỉnh cao năm 2018 vậy. Ông chỉ nói rằng là người dân Việt Nam đang chờ tôi. Vâng, nếu như không cảm mến đất nước này, không cảm mến người dân ở nơi này, nền bóng đá nước này, thì làm sao ông Park nói được như thế? Làm sao ông khiêm cung chào lá quốc kỳ Việt Nam trang trọng đến thế và luôn hãnh diện vỗ tay vào lá cờ Việt Nam ở trên ngực trái, nơi ẩn phía sau là một trái tim Hàn Quốc như thế? Vậy nên trong đám đông những người hâm mộ ra sân bay đón ông Park trở về, chắc chắn là có những người đến không chỉ là để chúc mừng ông Park chân phương của mình vừa mới có thêm một chiến tích lẫy lừng cho bóng đá nước nhà, mà còn là để đèo đi để làm bát phở bò như là một nghi lễ trở về Hà Nội sau một cuộc hành trình vậy. Xin cảm ơn ông Park Hang-seo, giản dị mà vĩ đại của bóng đá Việt Nam. Xin cảm ơn vì tất cả. Bóng đá Việt Nam đã chờ hàng chục năm để có được tấm huy chương vàng đầu tiên ở tại SEA Games, nhưng chúng ta cũng không có nhiều thời gian để ăn mừng nữa. Gió từ biển ngoài kia đang trực chờ thổi tung cánh buồm lớn của con thuyền bóng đá Việt Nam đang vươn mình ra khơi. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.